Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi đã quay trở lại đây ạ. Trong video trước thì chúng tôi có giới thiệu đến tất cả các bạn một sản phẩm mới của Cửu Long TMT, đó là cái dòng 8 tấn 4 5 hai cầu dầu của Hổ Vồ Sinochắc ạ. Cầu Hổ Vồ ạ. Và đã được rất nhiều các bạn là đã phản ánh đến chúng tôi với cái sản phẩm này. Vì sao ạ? Cái sản phẩm này nó mang lại một cái chất lượng cực kỳ là hiệu quả cho các bác khi mà chạy các cái vùng đồi núi, chạy gỗ, chạy trong gỗ rừng ra hay là chạy săn lấp ở các vùng đường dốc, đường khó. Cái cầu của nó thì sử dụng cái cầu Hổ Vồ 16 tấn, cầu dầu. Cầu cực kỳ là khỏe, cầu cực kỳ là bền. Đó. Cái xe này tải trọng của nó thì 8 tấn 4 5 thôi. Cabin của Hổ Vồ Sinochắc rất chi là bắt mắt. Về tổng thể chiếc xe thì tôi không giới thiệu lại đến các bạn quá nhiều về chi tiết nữa, mà ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn chúng ta vận hành chiếc xe này làm sao cho nó đạt cái hiệu quả tốt nhất và bền bỉ nhất, được không ạ? Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ lên trên cabin và chúng ta sẽ cùng vận hành chiếc xe này để làm sao các bác có một cái sự vận hành nó hiệu quả nhất trong công việc. Xin mời các bạn. Cái chiếc xe này thì nó chưa được tích hợp sẵn điều hòa nên hôm nay trời nó hơi nắng và cũng hơi nóng một chút. Nhưng mà các bạn có yêu cầu thì chúng tôi sẽ có phiên bản sẵn điều hòa giao cho các bạn. Đó. Đầu tiên chúng ta chưa nổ máy nhé, chúng ta giới thiệu sơ qua về các cái chức năng của xe nhé. Đó. Về chức năng của xe thì chiếc xe này có cái bảng hiển thị tắp lô khá đẹp mắt ở ngay phía trước của chúng ta. Dạ. Và cái ghế này chúng ta có thể là chỉnh ra chỉnh vào rất thoải mái, làm sao cho nó thoải mái nhất khi các bác lái xe. Đấy. Tôi cứ phải chỉnh làm sao thoải mái nhất đấy, trước khi lên xe. Tiếp theo là phải thắt dây an toàn. Một điều không thể quên, đối với cả các bác tài Việt Nam thì thắt dây an toàn nó dường như một cái gì đó nó rất vương ví, khó chịu. Nhưng mà chiếc dây an toàn này thực sự nó mang lại hiệu quả rất cao. Khi các bác xảy ra tai nạn, an toàn này nó giữ lại tính mạng cho các bác đấy ạ. Các chúng ta nên nhớ thắt dây an toàn khi lái xe nhé. Rồi, bảng điều khiển đồng hồ tắp lô này. Rồi ở đây là các cái cửa gió điều hòa này, tích hợp sẵn này, nhưng mà chúng ta chưa có điều hòa này. Đó, chỉ có cửa gió thôi. Thì bây giờ, đấy. Tiếp theo là một loạt các cái nút bấm ở đây. Để tôi giới thiệu chi tiết cho các bác. Hai cái nút này, nó chỉ là cái nút chờ thôi, nó không là gì cả. Đó. Tiếp theo nó, đây, là hệ thống cài V-Sai. Khóa cứng đấy ạ. Các bạn nhìn thấy không ạ? Khóa cứng đấy ạ, khóa V-Sai đấy ạ. Đó. Tiếp theo là cài cầu rồi, cài cầu rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái ký hiệu ở đây. Nó chính là ký hiệu để cài cầu trước. Khi chúng ta cần sử dụng cái cầu trước. Đúng không? Khi vào lầy lội, khi mà vào cái đường dốc, đường khó thì chúng ta phải cài cầu trước để nó cùng bò với cả cầu sau. Đó. Tiếp theo, cái hình tròn này nó là cái đặc trưng của cái ký hiệu công tắc ben. Bất cứ một cái xe nào cũng thế. Khi mà chúng ta lên xe, chúng ta nhìn thì chỉ cần nhìn thấy cái ký hiệu này, chúng ta biết ngay nó là ký hiệu của công tắc ben. Lên xuống ben đấy ạ. Đây, tiếp theo nó là công tắc số phụ, rùa thỏ. Đấy. Đều đóng bằng điện đấy nhá. Công tắc điện đóng hơi nhá. Đấy. Rùa thỏ. Ấn xuống là số rùa, là số chậm đấy ạ. Ấn lên là số thỏ, số nhanh. Dạ. Đây là cái cảnh báo, công tắc cảnh báo. Đấy, khi chúng ta bật hỏng hóc hay sửa chữa gì mà làm đường, chúng ta phải bật công tắc cảnh báo lên. Dạ. Còn đây công tắc còi hơi. Đó. Đó, công tắc còi hơi. Đấy, còi hơi và còi điện. Và cái còi hơi này thì chúng ta sẽ có một cái tiếng còi hơi cực kỳ là to. Nhưng mà khi mà vận hành ở trên đường chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận nhé. Tại vì cái còi hơi này khi mà chúng ta bấm ấy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người đi đường, nhất là xe máy nhiều khi sẽ bị giật mình vì tiếng còi quá to. Và đồng thời khi mà vào đăng kiểm thì chúng ta nên tắt còi hơi đi và chúng ta để còi điện thôi. Dạ. Đó. Đây là hai công tắc là đèn gầm đây. Hai công tắc đèn gầm của xe. Đấy. Nó rất đơn giản khi chúng ta sử dụng. Và cái hộp số của nó là hộp số 6 cấp, 6 số tiến, 1 số lùi. Dạ. Đó. Tiếp theo thì chúng ta có cái gì đây?
khi để tôi bật cái đồng hồ điện lên. Bên này nó là hiển thị cái vòng tua. Dạ. Và đây nó có cái đèn đèn cá vàng mà các bác hay gọi là đèn cá vàng đây. Khi bật quá điện lên trên đầu máy nhá thì nó sẽ hiện lên. Hiện lên. Đây, dầu này, các cảnh báo này, ắc quy này, nó sẽ hiện hết lên. Và khi chúng ta nổ máy rồi thì các đèn này nó sẽ tắt nhá, các bác nhớ nhá. Chúng ta nổ máy mở cái đèn báo động cơ hay là ắc quy hay là dầu nó còn báo thì chúng ta phải kiểm tra lại. Chúng ta phải bật lên nổ máy và cái đèn này nó phải hết. Nó không có lỗi gì. Đấy. Đây là công tơ mét này, bên này là công tơ mét này. Dạ. Đây là báo bình hơi này. Hai bình hơi này. Bình 1 và bình 2 này. Đó, ở cái mức bình thường khi mà chúng ta nổ máy lên thì nó phải là tầm một độ 7 cân hơi. Nhà máy đang để ở đây chế độ là 7 cân hơi, có nhà ok. Đó, chúng ta bắt đầu di chuyển được. Còn dưới 7 cân thì nó sẽ chưa nhả ok đâu và các bạn có thể chưa di chuyển được đâu. Đó. Dạ. Bên này nữa là báo dầu đây. Bên này là báo dầu. Và bên cạnh báo dầu nó báo nhiệt độ nước. Đó. Cái nhiệt độ nước này cũng hết sức là quan trọng nhé. Các bác khi mà chạy xe các bác phải để ý xem là dầu và nước. Đúng không? Hết dầu này, báo nỗ động cơ hay là báo nhiệt độ nước lên, chúng ta phải dừng ngay lập tức, chúng ta phải dừng lại để kiểm tra xem là nó đang bị hỏng hóc ở phần nào. Đó. À, tiếp theo chúng ta có thể nhìn vào đây. Cái cài cầu cứng này, khóa bít sai này rất quan trọng khi mà chúng ta vào lầy lội, chúng ta vào cung đường khó, đường xấu. Nhưng chúng ta phải nhớ khi vào đường xấu, đường lầy lội chúng ta khóa bít sai, khóa cứng đấy ạ, thì xe nó sẽ tự động nó bò và thoát ra khỏi cái khu vực đường xấu đó. Nhưng mà khi qua cái khung đường xấu thì chúng ta ngay lập tức chúng ta phải tắt nó đi. Tại vì khi mà chạy ở trên đường mà chúng ta khóa cứng, khóa bít sai này rất nguy hiểm, rất dễ gây đến tình trạng là mất lái, rất nguy hiểm đấy nhá. Đó. Và cái cầu trước này cũng thế này. Cái cầu trước này khi mà chúng ta vào đường xấu, đường dốc thì chúng ta cài cầu trước để nó bò. Nhưng mà thường thường khi vào cái xuống dốc hay gì đó thì chúng ta hay lên tắt nó đi, đừng để cầu trước nữa. Dạ. Và chúng ta sẽ sử dụng cái phanh khí thải, phanh cúp bổ đây khi chúng ta xuống dốc. Đó. Còn về cái sử dụng của chiếc xe này nó đơn giản thôi, nó không có gì cả như một chiếc xe ben bình thường. Đây, tôi có thể nổ máy và tôi nêm ben để cho các bạn có thể xem. Đó. Chiếc xe này thì đã nổ và đủ hơi rồi, nó 7 cân hơi rồi. Khi mà các bạn mới lên xe, các bạn mới kiểm tra thì phải nổ máy cho đủ 7 cân hơi nhá. Thì lúc đó mới nhả ok, chúng ta mới có thể lên xuống ben được và có thể di chuyển được. Đó. Ở đây tôi đã đủ 7 cân hơi rồi. Khi chúng ta lên ben rất đơn giản là chúng ta đạp hết côn. Dạ. Chúng ta bật công tắc ben. Đó, khi bật công tắc ben thì nó sẽ có những cái tiếng kêu tít 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 để báo hiệu chúng ta đang bật công tắc ben. Dạ. Đây. Cái bên này thì nó là cái phanh tay này. Chúng ta đây. Ở đây nó có ghi này. Đẩy xuống. Nó là up, nó là lên. Có đẩy về sau, nó là down, nó là xuống. Ở đây cũng có ghi rất rõ đây. Up và down để các bạn có thể nhìn thấy. Đúng không ạ? Bây giờ muốn lên ben, chúng ta sẽ kéo về đằng trước và chúng ta nhả từ từ chân côn ra. Đó. Thì thùng ben sẽ ngay lập tức lên. Được chưa? Và đến thời điểm giữa chừng các bạn muốn dừng lại thì các bạn đẩy về phía giữa. Rất đơn giản. Đúng không ạ? Muốn lên tiếp lại đẩy về phía trên. Up đây. Ben lại lên tiếp. Đó. Cho đến khi mà chúng ta đổ hết hàng thì thôi. Cho đến khi chúng ta đổ hết hàng thì thôi. Rồi. Cái xe này ben khá là dốc đấy ạ. Ben rất dốc đấy ạ. Đấy. Và khi chúng ta muốn xuống ben thì chúng ta lại gạt cái cần về phía sau, về phía đao. Đó.
ngay xuống. Và trong quá trình mà lên xuống men như này, chúng ta không cần phải ở giữ chân côn nữa, chúng ta bỏ chân côn ra. Đó. Rồi. Rồi, dừng ở đây. Đổ đây, dừng đây đúng không ạ? Và trong những cái lúc mà các bác mà cần dừng cái thùng men này ấy, mà kiểm tra xe cộ hay gì đó ấy, thì chúng ta để ở khu vực, để ở cái công tắc men này nó vào giữa này. Thùng xe vẫn đang ở lơ lửng này đúng không ạ? Chưa xuống hết đúng không ạ? Mà chúng ta muốn xuống kiểm tra ấy, thì chúng ta lên tắt công tắc men đi và tắt máy. Đó, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều khi chúng ta vẫn để công tắc men và nổ máy mà chúng ta muốn xuống để kiểm tra thùng men. Đó. Khi xong xuôi hết rồi, khi chúng ta lên thì không cần phải nổ máy hay bật lại công tắc ben gì cả, chúng ta chỉ cần đẩy công tắc về phía sau. Không phải nổ máy nhá, không phải giữ côn nhá, không phải bật công tắc gì. Chúng ta chỉ cần đẩy công tắc ben lên xuống ben về phía sau là thùng sẽ xuống. Rất đơn giản phải không ạ? Đó. Và khi mà thùng xuống hết rồi, chúng ta cho công tắc ben về vị trí ở giữa, vị trí stop, dừng lại. Đấy, rất an toàn. Đó là cách sử dụng của chiếc xe 8 tấn 45 siêu chắc 2 cầu dầu này. Đúng không? Và các bạn sử dụng, trong quá trình sử dụng hoặc là cần tư vấn gì thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 0985 230 286. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng 24/7 có kỹ thuật để tư vấn, sửa chữa và tư vấn cho các bác trong quá trình sử dụng ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.